Rồi, video này chào mấy bác nha. Thì em cho mấy bác so sánh tiếng nổ giữa hai con. Một con T200 bê tông đạt đến 40 mm và một con 36 ly, đây là một con T170. Bên em vừa về được một cặp rất là đẹp nha. Và con kia thì có khách cọc rồi, em đang rút xăng chuẩn bị gửi cho khách. Và con này là bên em bây giờ đang bán đó, mấy bác coi được là ủng hộ. Thì giá bên em đang ra con này giá 2 triệu nguyên rin nha. Vừa về đổ xăng là nổ luôn. Chưa kịp đấu gì cả. Chưa kịp đấu các bác nha. Thì em đã hứa em đấu cho đầy đủ thì em hứa là đấu. Còn đây con này thì nó lên đường rồi. Cho một bác khác. Rồi ok. Cầm đây giùm tay tí. Em test tiếng nổ lên để mấy bác coi. Đầu tiên em sẽ nổ con T170 này lên cho mọi người nghe tiếng máy của nó, nghe tiếng rất là ngót nha. Bật công tắc. Đấy em. Lại. Bật công tắc. Em ru nha. Em ru và ru. Đó, 200. Đấy, thử luôn đây. Đây là con T170 nha, bao rin từ đầu đến đuôi, chưa làm gì hết, nó rung. Cái này bằng sắt luôn nha, cái chén đó, toàn bộ đây này, nó rè. Đây là T170 cực kỳ ngót nha. Đây, nghe lại. Nghe uy lực chưa? Rồi, không nói gì nhiều. 2 triệu, đúng 2 triệu nha. Đừng mặc cả làm gì. Em nói là để em bán. Cây cần này rất là danh giá nha. Cây cần này cực kỳ danh giá nha. Rồi, ok. Đến bây giờ sau cho mọi người so sánh giữa tiếng con T200. T200 này là một dòng máy điện thoại rồi. Thì em không cần phải nói cái vấn đề gì nữa. Con này em bao rin cho bác đó. Thì VIP. Nói chung phải bao bao dịch ấy, mà nói chung bác này về ngay nổ luôn. Nghe tiếng nó sẽ trầm tiếng hơn nha. Đang rút xăng để gửi cho bác đó. Rồi thì làm video này đang rút xăng để gửi nha. Đây là một cặp huyền thoại rồi. Đây là một cặp huyền thoại của Mitsubishi. Dòng này xài không bao giờ, em khẳng định luôn nha, không bao giờ dưới 10 năm. Nếu như mấy bác lọc gió đàng hoàng, em khẳng định nốt một câu cuối, không bao giờ dưới 10 năm. Em dám khẳng định mấy bác, em dám bảo đảm vậy luôn, không bao giờ dưới 10 năm nếu như xài đúng cách. Của bền tại người, mấy bác nên nhớ câu đó, của bền là tại người. Và để những con máy này ngon hay dở, thứ nhất lọc gió, thứ hai nhớt đó. Rồi em không cần nói gì nhiều, mấy bác đó, tự mấy bác suy nghĩ. Mấy bác lọc gió lúc nào cũng phải có cho nó sạch sẽ. Rồi thứ hai nhớt, đừng đổ nhớt dụng đó. Nhớt đắt tiền rẻ tiền không quan trọng, bằng nhất thiệt vậy là ok. Một khi nha, mấy bác đổ trúng nhất dỗm vô chỉ trong 5 phút thôi, nát tương cái máy luôn. Đó là chuyện bình thường nha, đó là lời em dặn. Thì đây là một cặp nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ bên em đóng thùng gửi đi cho bác. Còn con này thì bên em đang bán giá 2 triệu nha mấy bác nha. Mấy bác đừng mặc cả làm gì, dòng máy huyền thoại thì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mấy bác đón coi video. Đây là một con Mitsubishi T170 bít tông đạt 36 ly nhưng mà tiếng ra rất là ngót. Bao mấy bác về phát rất là mạnh. Em dám bao mạnh cực kỳ luôn, không thua kém dòng nào. Nó là bằng con Taylor 33 rồi nha mấy bác nha. Nó bằng con Taylor 33, giá 2 triệu bạc.
quá bèo, về bao mấy bác xài 10 năm không hư. Rồi, ok.